Mỹ và Minh Trí xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết. Chúng ta đang tiếp tục đồng hành cùng với những chương trình mua sắm hấp dẫn của VTV Hyundai Home Shopping. Và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn là quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn lại không gian sống của gia đình mình. Quý vị đã sắp xếp những cái vật dụng của mình vào trong những kệ tủ đã gọn gàng ngăn nắp hay chưa? Những gia đình có trẻ nhỏ, quý vị các bạn chúng ta có được những cái vật dụng sắp xếp an toàn đồ đạc của các bé vào bên trong hay không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livard, và quý vị các bạn chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp gọn gàng vật dụng vào ở bên trong và đồng thời cực kỳ yên tâm cùng với chất liệu cao cấp của dòng sản phẩm này nữa. Cùng với thương hiệu Hyundai Livard thì đã có rất là nhiều trên các quốc gia thế giới. Hôm nay quý vị và các bạn sẽ có một giải pháp để giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được không gian sống bên trong chính gia đình của mình. Chúng tôi đang muốn hướng đến rất là nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, và trong đó là gia đình mình đang có trẻ em nhỏ thì chúng ta đang cần phải lưu trữ cũng như là cất giữ rất là nhiều vật dụng, từ quần áo, chăn màn cho đến những cái vật dụng ví dụ như là đồ chơi hoặc là có thể là sách vở của trẻ nhỏ nữa. Quý vị và các bạn có thể là đặt hàng nhanh chóng, bởi vì với kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livard với chất liệu là bằng ván ép cao cấp cũng như là không có formaldehyde, và đặc biệt là những khay nhựa của cọc tủ này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc cho nên rất an toàn, đó là nhựa BB cao cấp, an toàn cho sức khỏe của trẻ em quý vị nha. Với mức giá chúng tôi đang áp dụng cực kỳ ưu đãi. Quý vị các bạn chúng ta đầu tư một lần nhưng mình đã có thể mang về một chiếc kệ tủ đa năng sắp xếp dễ dàng các vật dụng và đặc biệt là chất liệu an toàn cho gia đình của chúng ta, an toàn cho trẻ nhỏ quý vị ạ. Một lần đầu tư mua sắm như thế này cơ hội rất là hấp dẫn cùng với hàng chất lượng của thương hiệu nổi tiếng quý vị nha. Tha hồ để mình có thể là chứa quần áo nè, đồ chơi hay sách vở của các bé vào bên trong, hay các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể là sắp xếp rất là nhiều những nút hoa hay là túi sách của mình vào nữa. Và cơ hội đang dần trôi qua rất nhanh cùng với thời gian của chương trình này, cho nên quý vị hãy nhanh tay nhấc máy và gọi điện thoại về cho chúng tôi 1900 7137, hay là chúng ta có thể dễ dàng đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Một cách khác nữa là quý vị hãy tải ứng dụng đặt hàng VTV Hyundai vào trong thiết bị điện thoại thông minh của mình và chỉ cần là chạm nhẹ thôi chúng ta đã có thể mua hàng rồi quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng. Trong tất cả các gia đình mà có em bé thì chúng ta đang biết rằng là rất là nhiều vật dụng hàng ngày, ví dụ như là chúng ta sẽ có đồ chơi trẻ em, gấu bông, các loại chăn mền, quần áo trẻ nhỏ, và bố mẹ đang rất là quan tâm để có thể là phân loại các loại đồ chơi của trẻ em cũng như là quần áo đó thành nhiều ngăn khác nhau. Hôm nay chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm của thương hiệu Hyundai Livard. Với dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ có ngay với 3 khay hộc tủ chính bằng chất liệu là ván ép không có formaldehyde, an toàn hơn, và chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều khay nhựa, có 5 khay nhựa rất là rộng rãi, chất liệu nhựa BB được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, an toàn cho các bé và để cho bố mẹ có thể an tâm đựng những cái vật dụng của trẻ em vào bên trong. Những gia đình mà chúng ta có trẻ nhỏ thì thường chúng ta thích sử dụng những cái chiếc tủ nhựa để chúng ta có thể chứa vật dụng dễ dàng lau chùi, dễ dàng có thể đóng mở. Nhưng mà với những cái chiếc tủ nhựa đôi khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn không kỹ thì mình sẽ gặp phải những cái chất liệu nhựa không an toàn đối với sức khỏe gia đình hay là trẻ nhỏ của nhà chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn kệ tủ đa năng này, nó sẽ có đó là 5 phần hộc nhựa, và 5 phần hộc nhựa này được làm hoàn toàn bằng nhựa BB, an toàn cho sức khỏe, chất lượng đến từ Hàn Quốc, cho nên gia đình chúng ta có thể là yên tâm dễ dàng mình lựa chọn quý vị và các bạn ạ. Và chúng ta có thể là tiện lợi để chăm sóc sắp xếp vật dụng của gia đình của mình vào từng ngăn hộc, như vậy giữ gọn gàng ngăn nắp hơn không gian sống, và các bé nhỏ của nhà mình nữa cũng có thể là cực kỳ tiện lợi luôn, phụ bố mẹ cho vật dụng vào bên trong các ngăn như thế này hay là lau chùi bề mặt của ngăn nữa. Trong không gian sống của gia đình chúng ta, mọi người cùng sắp xếp mọi thứ thật là ngăn nắp. Dòng sản phẩm kệ tủ đa năng Hyundai Livard với thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ bảo quản và dễ dàng vệ sinh, dễ dàng bố trí, sản phẩm cần thiết cho mọi gia đình. Hãy nhanh tay lựa chọn kệ tủ đa năng, khay hộc bằng nhựa PP không mùi, không chất độc hại, không ra màu, thân kệ bằng ván ép không formaldehyde, sản phẩm nội thất an toàn cho trẻ nhỏ. Lựa chọn ngay kệ tủ đa năng Hyundai Livard, giá hấp dẫn trên VTV Hyundai 1.750.000 đồng, sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. Quý vị các bạn thân mến, với không gian sống của gia đình chúng ta nếu mà được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp thì khi mình trở về nhà mình cảm giác cũng thoải mái hơn rất là nhiều phải không ạ? Những gia đình có trẻ nhỏ thì thường là các ông bố bà mẹ cảm thấy rất là đau đầu trong việc là sắp xếp quần áo, sắp xếp vật dụng, chăn màn hay đồ chơi nữa của các bé vào trong các ngăn hộc tủ, bởi thường là các bé rất là hiếu động, mình cứ xếp vào rồi thì các bé lại lôi ra tiếp theo. Cho nên là làm sao để chúng ta có thể là cùng với các bé sắp xếp gọn gàng vật dụng, thì chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn một chiếc kệ tủ đa năng như thế này với những cái ngăn hộc kéo này đó,
thì các bé mình cũng có thể là dễ dàng đóng mở, có thể là dễ dàng kéo ra kéo vào để cùng với bố mẹ sắp xếp được gọn gàng vật dụng ở bên trong đây luôn. Và Minh Trí có biết không, khi mà Phụng Yến nhìn thấy dòng sản phẩm này đó thì thấy là sử dụng rất là tiện với đa dạng các học tủ. Có những học tủ lớn như thế này đây để chúng ta đựng đồ chơi nè, có những cái học tủ ngăn vừa ngăn trung để chúng ta có thể là đựng gấu bông hay là những chiếc gối chẳng hạn, có những cái chiếc học tủ ở ngăn phần tầng trên nè để mình có thể là xếp từng bộ quần áo của các bé vào bên trong này. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là từng khay học tủ bằng chất liệu nhựa BB cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, và chất liệu nhựa BB an toàn dành cho trẻ nhỏ để có thể là cho các bé tự lập hơn, sắp xếp những vật dụng cá nhân của mình ở bên trong một cách gọn gàng. Và ngoài những cái học tủ khay nhựa đó thì chúng ta sẽ có ngay ba học tủ chính bằng gỗ bằng ván ép như thế này quý vị và các bạn nha, để chúng ta có thể đựng sách vở nè, báo chí cũng như là các tài liệu của bố mẹ hoặc là những các vật dụng mà trang trí nội thất ở bên trong chính gia đình của mình. Một kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livet đang được bán trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và ngày hôm nay quý vị và các bạn chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này đó thì các quý vị phụ huynh sẽ rất là yên tâm khi mà con trẻ của mình xếp đồ chơi vật dụng vào ở bên trong này. Bình thường thì quý vị có thể là để những cái con gấu bông nè hay là những cái chiếc gối vào ở bên trong, và khi các bé cần sử dụng thì các bé sẽ chạm tay kéo phần học tủ của mình ra và lấy những cái vật dụng này ra. Và khi mà các bé chạm tay tiếp xúc với phần học tủ bằng chất liệu nhựa này thì quý vị phụ huynh cũng sẽ rất là yên tâm, bởi vì chất liệu nhựa này đây, cả nguyên một bộ học tủ thì được làm bằng nhựa BB. Đây là chất liệu nhựa rất là an toàn, không có hóa chất độc hại, không có lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé, và nó cũng có một cái độ chắc chắn và độ dẻo dai nhất định nữa để giúp chúng ta có thể là bảo quản vật dụng thật là tốt quý vị nha. Mỗi ngăn tủ như thế này khi mà Phụng Yến đóng vào và kéo ra thì quý vị thấy đó, nó sẽ có một cái mức độ được giữ lại bởi vì nó đã có phần khóa chốt an toàn. Dù là mình có thể là kéo mạnh tay như thế này nhưng mà phần khóa chốt an toàn vẫn giữ rất là tốt cho phần học tủ của mình, và quý vị thấy đó, nó sẽ không có bị tuột ra hoàn toàn, cho nên là chúng ta có thể là yên tâm bảo quản thật là tốt vật dụng của trẻ nhỏ ở bên trong này. Và các bé có thể là kéo với một lực mạnh cũng vậy cũng giữ được vật dụng ở bên trong và không sợ bị đổ ra bên ngoài. Và đi kèm với kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livat thì quý vị có thể quan sát là mỗi một khay học tủ nhựa chúng tôi sẽ gửi kèm những cái hình ảnh là biểu tượng ban đầu, ví dụ như là quần áo nè, hay là đồ chơi, các loại áo, các loại quần khác nhau, để cho bố mẹ có thể là tập cho con em của mình tính tự lập hơn, sắp xếp quần áo cá nhân, vật dụng cá nhân một cách gọn gàng và ngăn nắp, là một giải pháp để tiết kiệm không gian sống gia đình của mình. Và một lần nữa Phụng Yến có thể giới thiệu kỹ hơn về những cái hình ảnh mẫu như thế này đây. Đây là những miếng sticker, chúng ta gọi là những miếng hình dán như thế này quý vị các bạn, chúng ta có thể là dễ dàng dán chọn một miếng ở trong bộ sản phẩm này và dán lên trên những cái ngăn tủ để các bé nhà mình có thể nhận biết luôn quý vị các bạn nha. Đó, chúng ta có thể thấy là nó có hình ảnh của quần, của áo nè, của những chiếc váy, của vớ, là của những cái vật dụng như là đồ chơi, bản vẽ của các bé chẳng hạn, và chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn. Ví dụ như là Phụng Yến sẽ lựa ngay đó chính là một chiếc áo như thế này và dán vào ngăn tủ ở bên dưới luôn. Với ngăn tủ ở bên dưới này thì Phụng Yến có thể là tiện lợi đó, dán cái dấu hiệu quần áo vào, rồi cả là dấu hiệu đồ chơi nữa. Và các bé mình có thể là quan sát hết những cái dấu hiệu, những cái hình dáng này và phụ bố mẹ xếp đồ vào bên trong luôn. Ví dụ như là con đã chơi đồ chơi xong rồi, hãy xếp đồ chơi vào bên trong ngăn ở dưới cùng và có hình đồ chơi đó, thì các bé có thể nhận ra và xếp gọn gàng vào. Quý vị phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều và tập cho các bé thói quen đó là chơi lấy vật dụng ở đâu, sau đó là sẽ để ngay lại chỗ đó. Và với 5 khay nhựa, quý vị và các bạn có thể linh động thay đổi với độ sâu rộng khác nhau để chúng ta có thể là tùy theo sở thích cũng như là bố mẹ có thể là tập cho các bé thói quen hình thành một cái khay tủ riêng cho mình ở bên trong chính không gian sống mà có học tập quý vị và các bạn nha. Ngoài ba màu là màu hồng, màu trắng, màu xám, chúng tôi còn có gửi thêm cho quý vị đó là màu xanh nữa. Màu sắc sẽ được giao hàng một cách ngẫu nhiên, một lần đầu tư nhưng mà chúng ta đã có một không gian sống rất là rộng rãi, thoải mái, bởi vì đây là một giải pháp để tiết kiệm không gian sống và ngăn nắp hơn cho góc sống của mình quý vị nha. Hãy nhanh chóng đặt hàng qua tổng đài 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng vtvhyundai.vn. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm nội thất đến từ thương hiệu Hyundai Livat thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là yên tâm sở hữu hàng chính hãng, rất là dễ dàng lắp ráp ngay tại nhà, sản phẩm được bảo hành và chất liệu an toàn cho sức khỏe quý vị ạ. Đây là những điều mà những gia đình có trẻ nhỏ chúng ta luôn đặt lên hàng đầu, bởi vì là chúng ta quan tâm nhất đến sức khỏe của các bé. Đúng nếu rồi. Những chiếc tủ nhựa hay là đồ chơi của con trẻ không đạt chuẩn, chúng ta thấy là các bé tiếp xúc quá nhiều thì mình sẽ rất là lo lắng. Nhưng ngày hôm nay quý vị có thể là dễ dàng cho các bé sắp xếp những đồ chơi an toàn vào trong những ngăn tủ nhựa cũng rất là an toàn luôn, và bé có thể tự luyện tập tính ngăn nắp của mình nè, hay đồng thời là phụ giúp bố mẹ xếp đồ ngay cả ở những cái ngăn ngần ván ép ở bên cạnh nữa quý vị nha. Những cái học tủ rộng rãi thoải mái để chúng ta thao tác, và việc chúng ta lau chùi bề mặt sản phẩm hay là tháo rời những cái phần ngăn nhựa như thế này để quý vị có thể là chà rửa vệ sinh cũng cực kỳ đơn giản luôn. Hay là những khi mà chúng ta đặt những cái chiếc tủ này ở bên cạnh các bé và trong quá trình mà các bé chơi đồ chơi, các bé ăn uống nữa, những cái món đồ ăn của các bé có thể là đổ nước nè, đổ đồ ăn lên bên trên phần tủ nhựa của mình thì lau rửa cũng rất
rất là dễ dàng. Có thể là quý vị tháo rời và mình chà rửa và với chất liệu nhựa BB này, sử dụng an toàn, bền màu và yên tâm với cái độ dẻo dai của nó quý vị nha. Quý vị hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội đặt hàng một lần nữa qua số tổng đài là 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm trên, hoặc là có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhinhdai.vn. Cho dù là bất kỳ nơi đâu, bất kỳ địa chỉ nào, chúng tôi đều giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành của cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, hãy nhanh tay lựa chọn gia đình của mình kệ tủ đa năng Hyundai Livad, thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ bảo quản, vệ sinh, dễ dàng bố trí, sản phẩm cần thiết cho mọi gia đình. Kệ tủ đa năng Hyundai Livad với chiều ngang là 90cm, chiều cao 120cm và chiều sâu là 27cm, 3 ngăn kệ rộng rãi và 5 khay kéo có chốt an toàn, màu sắc đẹp mắt, ấn tượng, tha hồ sắp xếp đồ đạc cho bé yêu. Cơ hội cực kỳ ưu đãi quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh tay lựa chọn cho gia đình của mình một kệ tủ đa năng chất lượng với khay hộc bằng nhựa PP không mùi, không chất độc hại, không ra màu, thân kệ bằng ván ép không có formaldehyde. Gia đình của quý vị và các bạn, chúng ta đang sắp xếp vật dụng vào trong những chiếc tủ như thế nào? Đôi khi là những vật dụng đặc biệt là đồ chơi của trẻ nhỏ nằm lăn lóc ra mặt sàn, chúng ta cảm thấy rất là vất vả, tốn thời gian trong việc là sắp xếp trở lại trong những cái ngăn tủ quá là kín, phải không ạ? Với các bé nhỏ trong gia đình chúng ta, hãy tập cho các bé khả năng đó là tự sắp xếp đồ đạc của mình vào trong những ngăn tủ quý vị nhé. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn kệ tủ đa năng chất lượng như thế này. Quý vị vừa có thể tập cho bé tính sắp xếp ngăn nắp, vừa có thể là giúp các bé dễ dàng nhận biết được ngăn tủ nào để vật dụng nào bằng những miếng hình dán, những miếng sticker mà chúng ta có thể là lựa chọn trong bộ sản phẩm này mà dán lên trên mỗi một ngăn tủ của bé luôn. Có tủ để áo, có tủ để quần, có tủ để gấu bông, có tủ để những cái loại đồ chơi cứng chẳng hạn. Và khi các bé chơi xong, các bé có thể là bỏ vào ở bên trong cực kỳ tiện lợi luôn. Và quý vị phụ huynh có thể là cùng sắp xếp với các bé. Mẹ sẽ xếp ở ngăn bên ván ép, còn các bé sẽ xếp ở bên ngăn nhựa. Và cả gia đình chúng ta có thể là tiện lợi, tiết kiệm được không gian sống của cả gia đình. Ngoài ra, những gia đình mà có diện tích hạn hẹp, quý vị và các bạn cũng có thể sở hữu ngay với kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livad quý vị và các bạn nha. Có một không gian sống tiết kiệm hơn, được những cái vật dụng ở bên trong, trang trí những cái đồ kỷ niệm ở trên những cái kệ tủ bằng ván ép và không có formaldehyde, cũng như là những khay nhựa được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Một dòng sản phẩm an toàn cho sức khỏe cho cả gia đình của mình và mức giá cực kỳ ưu đãi. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng và được giao hàng tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Hãy nhanh tay lựa chọn kệ tủ đa năng Hyundai Livad, thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ bảo quản, vệ sinh, dễ dàng bố trí, sản phẩm cần thiết cho mọi gia đình. Lựa chọn ngay kệ tủ đa năng Hyundai Livad, giá hấp dẫn trên VTV Hyundai 1.750.000 đồng, sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn, giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình nào mà chúng ta có trẻ nhỏ thì chắc chắn vấn đề đau đầu lớn nhất của quý vị phụ huynh đó là đồ chơi của các bé một số lượng rất là lớn và sắp xếp làm sao cho gọn gàng ở trong nhà đây. Bình thường thì khi mỗi lần mà các bé chơi đồ chơi xong quý vị à, nó nằm bừa bộn ở khắp ở trên mặt sàn luôn. Và các bé nhà chúng ta nếu như không có những cái ngăn tủ đó dành riêng để đựng đồ chơi thì các bé cũng sẽ không có tập được cái thói quen ngăn nắp là bỏ vật dụng lại ở bên trong ngăn tủ đó. Và ở đây thì chúng ta không chỉ có là những cái ngăn hộc nhựa nhỏ như thế này mà còn có là cả những cái ngăn hộc lớn để quý vị có thể là dễ dàng cho một cái lượng đồ chơi rất là lớn vào ở bên trong đây luôn. Các bé nhà mình mà chơi xong đây, quý vị phụ huynh cứ yên tâm, chúng ta cho vào ở bên trong ngăn hộc nhựa như thế này. Quý vị sẽ thấy là một ngăn lớn nè, có một chiều cao rất là lớn luôn để chúng ta có thể là yên tâm cho được thật nhiều. Và khi mà chúng ta đã cho đồ chơi của các bé vào rồi đó thì quý vị phụ huynh có thể là cùng với con mình và có những cái miếng sticker như thế này ở bên trong sản phẩm của chúng ta luôn, để quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng những miếng sticker, những miếng dán này và chúng ta dán lên bên trên bề mặt của ngăn tủ, ví dụ như là đồ chơi đúng không nào. Bây giờ Phụng Yên sẽ gỡ mảnh dán đồ chơi ra, rồi dán ngay ở bên trên ngăn tủ dành cho đồ chơi đó. Mẹ có thể chỉ là đó, bây giờ là ngăn này là ngăn dành riêng cho con để đồ chơi, con chơi xong là phải bỏ được đồ chơi vào ở bên trong này nha. Và chúng ta có thể là dễ dàng tiện lợi cùng với các bé dán rất là nhiều những cái miếng dán nè, cho những cái vật dụng, cho quần áo nè, cho đồ chơi, cho rất là nhiều những cái vật dụng khác nhau vào ở bên trong. Và các bé cũng sẽ phải nhìn những miếng dán này, ghi nhớ là đồ nào bỏ ở ngăn nào, cực kỳ tiện lợi. Và bây giờ thì Phụng Yến sẽ thể hiện cho quý vị thấy là một ngăn tủ như thế này nó có sức chứa lớn như thế nào quý vị nha. Cầm là đã rất là nặng tay rồi, nhưng mà nhựa BB chắc chắn cho nên là đựng nặng cũng không sao cả quý vị ạ. Quý vị các bạn có thể quan sát được là
rất là nhiều đồ chơi khác nhau ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình. Những gia đình nào mà có trẻ em nhỏ thì mới hiểu được cái vấn đề là làm sao để cho các bé có thể có một cái tính tự lập từ khi mà còn bé, bằng cách là chúng ta sẽ có một chiếc tủ mà ở bên trên chiếc tủ đó sẽ có rất là nhiều hình ảnh đính kèm để quý vị các bạn có thể hình dung được là bố mẹ có thể là tập cho các em của mình, có thể phân loại được từng loại đồ chơi khác nhau, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập hay là cả đồ chơi trong từng ngăn học tủ đó. Và khi chọn lựa được những dòng sản phẩm dành riêng cho trẻ em thì bố mẹ đang rất quan tâm về chất liệu. Chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là những cái khay học tủ nhựa BB được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và cùng với chất liệu nhựa an toàn đó thì quý vị và các bạn có thể quan sát được là Minh Trí cũng đang ngồi trên một chiếc khay tủ như thế này quý vị nha. Chất liệu nhựa BB dày dặn, an toàn, và các bạn có thể quan sát được đó là bố mẹ có thể quan tâm là nhiều khi trẻ có thể là lấy ra ngồi lên nè, hoặc là một chiếc ghế nhỏ bên trong không gian phòng nhà đình của mình chẳng hạn thì cũng rất là an toàn, hay là cả khi mà chúng tôi có thể là nhảy lên trên chiếc tủ này hoặc là đứng ở trên chiếc khay tủ này, quý vị có thể quan sát được là với chất liệu nhựa cao cấp thì rất là chắc chắn mà chịu được trọng lượng rất là lớn như thế này đây. Ngay cả khi là Minh Trí nhảy lên ở bên trên phần học nhựa nhưng mà cũng không sao cả quý vị nha. Quý vị sẽ nhìn thấy nhựa BB nó có một cái độ đàn hồi rất là tốt. Nhựa BB là chất liệu nhựa cao cấp, sử dụng an toàn trong cả là những cái hộp bảo quản thực phẩm nữa cũng sử dụng chất liệu nhựa này. Và với nhựa BB an toàn này thì nó sẽ không có mùi nhựa độc hại, không có hóa chất độc hại, không có bị phai màu, và nó có một cái độ đàn hồi tốt để chúng ta sử dụng cực kỳ bền luôn. Trẻ em thì rất là năng động và cũng như là bố mẹ cũng rất là quan tâm để có thể là có được những chiếc khay học tủ nhựa an toàn. Với khay tủ nhựa như thế này thì quý vị và các bạn có thể quan sát lại những cái góc như thế này, chúng ta sẽ có những cái góc bo tròn quý vị nha, rất là an toàn cho trẻ nhỏ khi mà các bé có thể là rút ra những cái khay tủ, thì mỗi một khay tủ sẽ có được những cái khóa chốt rất là chắc chắn để tránh tình trạng mà các bé có thể là bị rút ra và có thể là bị rơi vãi những cái đồ đạc ở bên trong ra, thì với những khay tủ nhựa BB sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể là an tâm, cũng như là chất liệu nhựa dày dặn thì chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn, ngay cả mặt ngoài hay là ngay cả mặt trong như thế này nữa. Quý vị có thể quan sát được là với cái học tủ rất là rộng rãi, chứa đựng được rất là nhiều vật dụng khác nhau, quần áo, chăn màn hay là các loại đồ chơi của trẻ nhỏ ở bên trong như thế này quý vị nha. Và ngay cả khi là các bé chúng ta có thể là cùng nô đùa ở bên cạnh những phần học tủ của mình như thế này, và ăn uống có thể là bị chảy, bị đổ ra ở bên trên ngăn tủ nhựa, thì quý vị cũng có thể là dễ dàng mình tháo rời những cái ngăn tủ nhựa này ra, mình vệ sinh chùi rửa được quý vị ạ các bạn à. Chúng ta có thể là tiện lợi chùi chà ở ngay trên bề mặt của sản phẩm luôn, nó cũng không có bị phai màu, không có bị ảnh hưởng đến chất liệu nhựa quý vị nhé. Sử dụng tiện lợi cho cả gia đình mình, và không chỉ là chúng ta có thể là đựng đồ của bé nhỏ ở bên một phần đâu, còn phần còn lại chúng ta cũng có thể là xếp những cái đồ đạc của bố của mẹ vào ở bên trong và giúp không gian gia đình của mình trở nên là gọn gàng hơn quý vị và các bạn nha. Và những cái ngăn này khi quý vị và các bạn chúng ta kéo mở ra thì ví dụ như là ngay cả khi Phụng Yến kéo mạnh tay như thế này đi thì nó vẫn sẽ được giữ lại bởi một lực kéo từ mờ ở những cái chiếc khóa ở bên tận bên trong quý vị ạ. Những cái phần khóa này sẽ giúp là các bé có mình nhà mình đó có thể là kéo mạnh tay nhưng mà không bị đổ đồ đạc của mình ra, bởi vì nó đã được khóa giữ lại rồi quý vị nha. Chỉ kéo đến một phần nấc nhất định thôi nó sẽ được giữ lại, và ngăn nào cũng sẽ có những cái phần khóa như vậy luôn, cho nên là cả gia đình chúng ta đều yên tâm bảo quản vật dụng thật là tốt, xếp ngay ngắn gọn gàng cho vào bên trong những cái ngăn tủ. Và kích thước thì quý vị các bạn chúng ta yên tâm với kích thước lớn của cả phần học tủ này, chiều cao của phần kệ tủ đa năng của chúng ta là 1m2 và với phần chiều ngang là 90cm và bề sâu là 27cm, quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng tiện lợi xếp được nhiều đồ vào ở bên trong. Và khi được VTV Hyundai Home Shopping giao hàng tận nhà thì với mỗi dòng sản phẩm kệ tủ đa năng Hyundai Livad, quý vị và các bạn sẽ có đi kèm đó là hướng dẫn lắp ráp rất là đơn giản và dễ dàng. Bố mẹ cũng có thể là tự tay mình lắp ráp ngay cả một chiếc kệ tủ đa năng cho các con bên trong chính gia đình của mình, phù hợp cho mọi không gian sống, là có thể là góc học tập làm việc hay là bàn trang điểm của mẹ, hay là góc học tập của con chẳng hạn, hay là trong phòng ngủ mình cũng có thể là tận dụng để trở thành một chiếc tủ đựng chăn ra gối ở bên trong gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Một lần đầu tư đa năng hơn cho mọi không gian sống và tiết kiệm diện tích cho gia đình của mình. Dòng sản phẩm chất lượng với thương hiệu đã có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới và hôm nay đã có mặt trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Khi quý vị đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để tìm kiếm thông tin hơn của dòng sản phẩm này quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta cũng còn thêm một cách thức đặt hàng nữa, là quý vị các bạn chúng ta có thể tiện lợi tải ứng dụng đặt hàng VTV Hyundai vào trong điện thoại của mình, trong những thiết bị thông minh của mình, và quý vị chạm nhẹ lựa chọn những dòng sản phẩm mà mình mong muốn, để lại địa chỉ và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, nhận hàng ngay tại nhà, mình yên tâm với sản phẩm rồi mới cần chi trả quý vị nhé. Quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn cho gia đình của mình kệ tủ đa năng Hyundai Livad, thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ dàng bảo quản, vệ sinh, dễ dàng bố trí, sản phẩm cần thiết cho mọi gia đình. Với kệ tủ đa năng Hyundai Livad, chiều cao 120cm, chiều ngang 90cm và chiều sâu là 27cm, 3 ngăn kệ rất là rộng rãi và 5 khay kéo có chốt an toàn, màu sắc đẹp mắt, ấn tượng, tha hồ sắp xếp đồ đạc cho bé yêu.
Yên tâm lựa chọn kệ tủ đa năng này cho gia đình của mình, bởi vì khay hộc bằng nhựa PP không mùi, không có chất độc hại và không ra màu. Thân kệ bằng ván ép, không có formaldehyde. Sản phẩm nội thất an toàn cho trẻ nhỏ. Now let me take you to a place that I know you will love. Take my hand and walk with me. Now it would be a shame to waste such a beautiful day, so let's be footloose and free. Baby, baby, the sun is a-shining, so come on over and walk with me. Bé rất là thích điều này rồi, bởi vì là mẹ có thể là cùng với bé nè dán những cái miếng hình dán như thế này lên từng một ngăn tủ luôn. Và trên mỗi ngăn tủ đó các bé có thể là cùng nhận biết ở đâu thì mình sẽ xếp quần của mình vào, ở đâu thì mình sẽ cho đồ chơi của mình vào, rồi chăn màn mình sẽ để ở đâu đây. Có thể là cùng với mẹ luyện tập tính ngăn nắp cho các bé ngay tại nhà luôn quý vị và các bạn nha. Và đồng thời chất liệu nhựa BB an toàn như thế này sẽ giúp quý vị phụ huynh cực kỳ yên tâm, bởi vì nó sẽ không có mùi nhựa độc hại, không có lo lắng như là những cái sản phẩm kém chất lượng mà chúng ta dễ dàng sở hữu ở bên ngoài. Ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn cho gia đình của mình kệ tủ đa năng Hyundai Vivat, thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ bảo quản, vệ sinh, dễ dàng bố trí trong nhà, sản phẩm cực kỳ cần thiết cho cả nhà. Quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng ngày hôm nay quý vị các bạn nha. Và chỉ cần gọi đến 1900 7137 hay đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Các bạn thân mến, không chỉ là trẻ nhỏ trong gia đình chúng ta có thể là dễ dàng sắp xếp vật dụng vào bên trong những ngăn tủ này, mà ngay cả là đồ của bố mẹ, các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể là dễ dàng xếp gọn vào bên trong những cái ngăn tủ của kệ tủ đa năng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến. Không gian sống của mình sẽ trở nên là gọn gàng, ngăn nắp hơn và cũng tươi tắn hơn nữa khi mà chúng ta sắp xếp vật dụng thật là đẹp mắt quý vị ạ. Hãy cùng nhìn quanh, đó là hai phần ngăn tủ. Một bên là chúng ta có tổng cộng là 5 phần hộc nhựa bằng chất liệu nhựa BB, chất lượng an toàn và dẻo dai. Một bên thì chúng ta sẽ có đó chính là 3 phần hộc tủ ván ép lớn. Và với phần hộc tủ này, quý vị các bạn chúng ta có thể là bày trí thêm những cái vật dụng, những cái chai nước hoa nè, những cái đồ mỹ phẩm của các chị em, hay là túi sách, hay là chăn màn. Quý vị đều yên tâm xếp gọn vào ở bên trong ngăn tủ này quý vị nha. Và khi mà nhà chúng ta đặt được một chiếc tủ vào ở bên trong không gian sống mà có màu sắc nhã nhặn tươi tắn như thế này thì cũng sẽ làm sáng hơn cho không gian sống của gia đình mình. Hyundai đã nghiên cứu rất là kỹ khi mang đến những dòng sản phẩm nội thất chất lượng, nghiên cứu kỹ về mặt thiết kế, về mặt màu sắc và đặc biệt là về cả mặt chất liệu nữa, để quý vị yên tâm nhất khi mà chúng ta lựa chọn. Và khi quý vị và các bạn sở hữu được với kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livat thì Minh Trí nghĩ rằng là chúng ta sẽ phù hợp cho rất là nhiều không gian sống khác nhau. Nếu như ở phòng khách chúng ta cũng đã có ngay một chiếc kệ để có thể là đựng được những cái vật dụng ở bên trong phòng khách như báo nè, tạp chí nè, các loại giấy tờ tài liệu hay là cả phòng làm việc của mình nữa, hay là trong cả không gian phòng ngủ thì quý vị và các bạn cũng có thể tận dụng ngay với kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livat để có thể đựng ngay đó là gối mền ở bên trong như thế này quý vị và các bạn nha. Ngoài gấu bông là các vật dụng hoặc là các đồ vật linh tinh ở bên trong phòng ngủ thì quý vị và các bạn có thể là để ngay chăn mền của mình, hay là kế bên chúng ta sẽ có rất là nhiều hộc nhựa như thế này, và các khoảng cách của các hộc nhựa quý vị có thể linh động thay đổi. Ngay cả chiếc hộc lớn như thế này quý vị và các bạn có thể là đựng được những chiếc gối ở bên trong quý vị và các bạn nha. Có thể quan sát được là chúng ta có thể là đựng gối nằm nè ở bên trong chính không gian phòng ngủ của mình để có thể là gọn gàng và ngăn nắp hơn. Với dòng sản phẩm thương hiệu Hyundai Livat thì chúng tôi cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn, ngoài chất liệu đó là ván ép an toàn thì quý vị và các bạn sẽ có ngay những cái khay hộc tủ bằng nhựa BB cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Quý vị và các bạn có thể hình dung được đó chính là những chiếc khay tủ như thế này, có những màu sắc, và chúng tôi sẽ giao hàng một cách ngẫu nhiên quý vị và các bạn nha. Với chất liệu nhựa BB an toàn cho trẻ nhỏ và an toàn cho sức khỏe thì quý vị và các bạn có thể hình dung được là chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn. Ngay cả một cái hộc rất là rộng rãi để giúp cho chúng ta có thể là đựng được những cái vật dụng cá nhân ở bên trong chính gia đình của mình. Mặt trong, ngay cả là mặt ngoài nữa, quý vị và các bạn sẽ có ngay những dòng sản phẩm chất liệu nhựa cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và với dòng chất
chất liệu nhựa như thế này thì chúng ta sẽ chịu được trọng lượng rất là cao. Ở đây thì mình sẽ thực hiện thí nghiệm, đó là sẽ đứng ngay trên khay tủ nhựa như thế này Phụng Miễn ha. Ừ, chắc chắn rồi quý vị các bạn, chúng ta sẽ yên tâm là chất liệu nhựa này nó có một độ dẻo dai và độ bền nhất định để quý vị khi mà sử dụng cùng với con nhỏ của mình, có đựng nhiều vật dụng, có đựng nặng ở bên trong, hay là quý vị làm lỡ tay mình làm rớt xuống, mình làm bể từ trên độ cao xuống, thì quý vị các bạn chúng ta cũng yên tâm đó là nó sẽ vẫn giữ được cái hình dáng như thế này được nguyên vẹn quý vị nha. Và như là Minh Trí có thể đứng và nhúng ở trên phần thân của chiếc hộc này, quý vị khá yên tâm không ạ? Và chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng bền bỉ cho gia đình của mình trong suốt một thời gian dài, bởi vì đây là chất liệu nhựa BB quý vị nha. Chất liệu nhựa này ở ngoài thị trường thì nó sẽ có cái mức giá thành cao hơn so với là những chất liệu nhựa kém chất lượng hơn, và với chất liệu nhựa này thì nó sẽ đảm bảo được an toàn cho sức khỏe của gia đình mình khi chúng ta chạm vào, khi chúng ta cầm nắm, khi chúng ta tiếp xúc ở cự ly gần. Và quý vị các bạn, chúng ta có được đến 5 hộp nhựa hoàn toàn là chất liệu này, cho nên là cả trẻ nhỏ trong gia đình của chúng ta tiếp xúc thật gần thì cũng không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể an tâm về chất liệu, an tâm về mẫu mã thiết kế, và thương hiệu Hyundai Livat thì cũng đã có rất là nhiều trên nhiều quốc gia khác nhau. Hôm nay đã có mặt trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, một dòng sản phẩm nội thất đã được nghiên cứu rất kỹ về thiết kế sẽ phù hợp cho mọi không gian sống và một giải pháp để tiết kiệm không gian sống của mình. Một lần đầu tư duy nhất và mức giá cực kỳ ưu đãi mà chúng tôi đang áp dụng cho quý vị. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành dòng sản phẩm này trong vòng 12 tháng khi mà quý vị đặt hàng ngay số tổng đài là 1900 7137. Quý vị có thể truy cập website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn để tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm trên phù hợp cho mọi gia đình và giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành của cả nước. Quý vị các bạn hãy nhanh tay lựa chọn kệ tủ đa năng Hyundai Livat, thiết kế thông minh, tiện dụng và hữu ích, dễ bảo quản, vệ sinh, dễ dàng bố trí, sản phẩm cần thiết cho mọi gia đình. Dòng sản phẩm kệ tủ đa năng Hyundai Livat với chiều ngang 90cm, chiều cao 120cm và chiều sâu 27cm, 3 ngăn kệ rộng rãi, 5 khay kéo có chốt an toàn, màu sắc đẹp mắt ấn tượng, tha hồ sắp xếp đồ đạc cho bé yêu. Khay hộp bằng nhựa PP không mùi, không chất độc hại, không ra màu, cho nên quý vị phụ huynh sẽ rất là yên tâm khi sở hữu dòng sản phẩm này cho bé. Thân kệ bằng ván ép không có formaldehyde, sản phẩm nội thất hoàn toàn an toàn cho trẻ nhỏ. Kệ tủ đa năng của thương hiệu Hyundai Livat với chất liệu và ván ép cao cấp, không có formaldehyde, an toàn cho trẻ em nhỏ. Bố mẹ có thể là dễ dàng lau chùi, vệ sinh, dọn dẹp và phù hợp cho mọi không gian sống khác nhau. Có thể là góc làm việc cho bố nè, có thể là đựng báo chí nè, cũng như là các loại giấy tờ khác nhau. Hay là mẹ hay là các chị em phụ nữ thì cũng có ngay một cái góc để có thể là đựng được rất là nhiều mỹ phẩm nữa Phụng Miễn ha. Ừ, chắc chắn rồi. Và ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta có cơ hội rất là hấp dẫn trong chương trình này. Và khi mà chúng ta nhận hàng ngay tại nhà, quý vị các bạn chúng ta kiểm tra đầy đủ phụ kiện của sản phẩm này rồi, yên tâm rồi mới cần thanh toán cùng với nhân viên giao hàng rất là dễ quý vị nha. Và chúng ta có thể là dễ dàng tháo lắp, dễ dàng vệ sinh chùi rửa những cái bộ phận của nó nữa. Hãy giúp gia đình của mình tiết kiệm không gian sống hơn, sắp xếp gọn gàng đồ đạc của trẻ nhỏ hơn cùng với dòng sản phẩm hôm nay. Và đặt hàng nhanh chóng có số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Quý vị có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để có thể là tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm, hoặc là có thể theo dõi để có thể biết được cách lắp ráp khi mà mình nhận hàng ngay tại nhà trên website quý vị nha. Còn một cách khác là quý vị có thể là tải về trên thiết bị điện thoại di động của mình phần mềm mua sắm của VTV Hyundai Home Shopping. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ có ngay một đơn đặt hàng thành công và gia đình của mình sẽ luôn luôn gọn gàng và ngăn nắp hơn. Còn bây giờ thì thời gian của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phụng Yến và Minh Trí xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại gia đình của mình trong những chương trình mua sắm tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.